Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày. Đột nhập khu nghỉ dưỡng sang chảnh cách ly người nhiễm virus corona ở Pháp. Vacanchen là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Pháp. Nhưng hiện, tại, đang, được sử dụng làm nơi cách ly 180 người vừa trở về từ thành phố Vũ Hán Trung Quốc tâm điểm bùng, phát dịch virus corona, theo Euronews, Pháp. Đã đưa 180 công dân trở về nước từ thành phố Vũ Hán nơi dịch virus corona bùng phát vào ngày 2 tháng 2. Nguồn ảnh, Economic Times, Local, hiện, tại, những người này, đang, được cách ly, tại khu nghỉ dưỡng Vacanchen ở Kerala Lerouet, gần Marseille. Khu nghỉ mát này, được lực lượng vũ trang bảo vệ nghiêm ngặt. Những người cách ly ở đây, vẫn có thể đi lại tự do bên trong, nhưng họ phải đeo khẩu trang. Trong khu nghỉ mát có sân chơi bóng chuyển cho thanh thiếu niên, lớp học vẽ cho các em nhỏ, và không gian thư giãn cho người lớn như quán cà phê khiến mọi người có cảm giác như họ đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải bị cách ly vào buổi sáng các vị khách đặc biệt này có thể ngắm bình minh và tận hưởng bầu không khí trong lành các phòng trong khu nghỉ dưỡng được trang bị đầy đủ tiện nghi thị trưởng jin mông tắc nác cho biết những người bị cách ly trong khu nghỉ dưỡng này được bác sĩ kiểm tra sức khỏe hai lần một ngày để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra phát hiện kịp thời nếu họ có triệu chứng nhiễm virus corona giải pháp đơn giản có thể là một doanh trại bỏ không tuy nhiên Chính quyền muốn những người cách ly, được cảm thấy thoải mái nhất bởi họ phải ở trong đó suốt 14 ngày, và khu nghỉ dưỡng Vacanchen, được lựa chọn, Jimen, một quan chức của hội chữ thập đỏ, cho hay. Chantel Guillaumet, một cư dân sống gần đó, chia sẻ. Một phần họ đều là công dân Pháp, và chúng tôi cần phải giúp đỡ họ, nhưng sự thật là, ngay cả khi, được giải thích chúng tôi, vẫn cảm thấy lo lắng. Phía dưới video là phần bình luận dành cho bạn.